Ông ơi, tại sao cháu thấy ông lại để chiếc bật lửa này trong tủ mà hôm nào cháu cũng thấy ông lấy ra nhìn ngắm lâu như vậy ạ? Cháu thấy nó bị hỏng rồi mà, vừa méo mó lại còn không dùng được nữa. Chiếc bật lửa này đối với người khác mà nói, đó là đồ bỏ đi. Nhưng đối với ông, nó là cả mạng sống này đó cháu ạ. Nếu không có nó, chắc bây giờ ông không còn sống được tới ngày hôm nay đâu. Dạ là sao? Cháu không hiểu ạ. Thôi được rồi, để ông kể cho cháu nghe một câu chuyện. Nghe xong, cháu sẽ hiểu ngay ấy mà. Dạ vâng ạ. Hồi đó, lúc ông đang ở trong chiến khu miền Nam, lúc đó là thời kỳ ác liệt, quân địch thường xuyên càn quét quân ta. Bọn ông phải thường xuyên di chuyển tới các nơi để đi tập kích. Ông có một người bạn tên Sơn, hai người bọn ông cũng thân nhau lắm. Này Sơn, cậu cho mình mượn cái bật lửa đi, bật lửa của mình bị hỏng mất rồi. Đây, cậu cầm lấy đi, cứ giữ lấy mà dùng, dạo này mình cai thuốc rồi. Ồ, cảm ơn cậu nhá. Mọi người cẩn thận, có lính tập kích. Trời ơi, các đồng đội của tôi. Cháu xin lỗi ông vì đã nhắc đến chuyện buồn của ông. Không sao đâu cháu ạ, cháu không có lỗi gì cả. Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Ngày mai ông đi nghĩa trang liệt sĩ, cháu có muốn đi thăm các bác ấy cùng ông không? Dạ có ạ, ông cho cháu đi cùng với. Ừ, được rồi. Ông sẽ dẫn cháu đi cùng.